Ai nữa này? Thế không, anh đi đại nhất team cây cây. Thôi đi hỗ trợ mùa que mạng nào mà. Em giúp 18 mình hỗ trợ mùa que thì mình giao tranh như thế là đòi nữa. Giờ tốt team mình nó cứ đai lý được kia nè. Tốt team mình không có đau, chỉ có mỗi quyển sách. Team bạn hai hồi máu. Những kẻ không quyết đoán. Thanh Huy, ông Huy Ino có chị ngoại không? Em lui em. Sao mà tham vậy? Trời ơi tham gì phe đó chết rồi. 18 giây nữa có công. Tranh chấp công này, tranh chấp công này, tranh chấp công này. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Nấp bụi, nấp bụi nào, nấp bụi nào, nấp bụi, nấp bụi, nấp bụi. À này, anh luôn. Thế không, con tướng đạo Lý Hoài. Đủ má ca công mà chết rồi, thôi lui về mấy đồng chí à, lui. Lui về thủ đương dựa với cánh trái, Má cướp con còng thua ác dữ mày. Có con còng không mà ác dữ vậy. Đi rồi hết bây vậy. Trời ơi. Gà lấn gà lấn gà. Sao sáng hay chơi game thì nó khó dữ vậy mày. Thế không, đồng chí nhập IDN. Trời ơi, người ta cuối tuần chơi game giải trí vãi đạn còn mình thì sao? Buồn quá đi mấy đồng chí. Tiếp chịu nấu nữa. Hết chịu nấu rồi á. Thế không, 248.713. Anh em giờ xíu nha. Ê, trời ơi hèn gì nãy giờ cứ bị nhầm. Công Hưởng, nghĩ đi. Áp lực quá này Hưởng ơi. Quá. Thằng Hưởng nghiêng cái phe đã lao lên cũng áp thiệt ở chơi nhỏ anh em nhờ. Từ anh em vô lại top top thử sao nó bung top top nào đây. Không thấy bình luận bên top top chỉ thấy bên phay không mà anh em chờ anh xí nha. Phi con 774 mấy đồng chí chờ hơi một tí nha. Vui lòng chờ trong giây lát. Rồi vô bên top top thì coi còn cái bình luận đồ. Đọc hai cái bình luận luôn cho nó vui. Cáp cơ ngáo ngáo kiểu gì vậy? Không phải đây lỗi, bây giờ team mình nói thẳng là tất hoặc là dãy thôi. Anh em đừng có đòi hỏi nhiều quá. ID trận này của chúng ta là 307069. Anh em xanh rồi làm gì cũng đúng. Mà thoạt mình đánh mà ngớ ngăn cái là nó chót là đâm ra nhìn nó ngu liền rồi. Rất là đơn giản luôn. Vĩ kỹ năng S5 đánh rau kìa em. Ông cái Đinh Phước đây hồi này ông đánh bụng ao lắm nha, đưa coi game trước ông đánh gì. Đánh vì rét tọc vãi đạn ra đây. Rồi cứ vô đi, giờ biết làm sao. Vô. Ôi, sáng nay chơi game đúng áp lực. Sáng nay lỗ 3 sao á. Chơi game mục tiêu quay là không cần lên sao. Bị ông mẫu lần like là đợt nó tụt sang là được rồi. Sao lại nói ngu không có kỹ năng chứ sao lại nói ngu vậy. Cảm ơn Võ Hồng Phúc để follow thôi nha. Bây giờ chiến qua đi rừng luôn hay sao. Không mình làm trận sẽ thủ đấy đâu. Đâu không thử nha mấy nha.
Thì đợi em đi rừng tốt không? Thì đợi em à, tốt không? Rồi ok cứ rừng đi. Muốn chọn AI luôn quá ghê. Trận này anh xin nghe đơn trận nha. Đầu gió đi, thằng kia nó xin rừng nữa. Yuke. Cho Yuke lên kìa, cho Yuke lên kìa em. Yuke 2 kèo trận. Ghê. Kìa ta. Phụ không. Ôi. Rồi giúp anh phát đi em. Con này thì chỉ có dày thôi chứ giờ biết đánh gì. Em thích đi mid thì đi em mid, còn đi FP đi FP. Bị thương nó đi đâu cũng được mà. Cái thư online. Em bị được giao tiếp không anh? Được nha em. Đồ mà. Em đánh con V-Red tặc vãi rạng ra rồi. Bây giờ em còn nói vậy nữa. Em coi thử em đánh như thế nào. À quên. Yuke thử S4 đấy. Chuột cầm con bài tôi chuẩn bị cái highlight nữa. NFT mày đừng có cầm mở anh kia anh. Thôi đừng mà đừng 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 đừng. Rồi sao lái gì bao cơ anh. Ừ. Ten cổ không Lily Wee Hayate để mình biết mờ gan ga. Ôi rồi ôi lại có một game game easy rồi. Game này mà không phải nói mà easy Liên nữa Phương, ấy. sao lại khóc ca ca? Khóc gì sáng giờ thua 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 khỏi nói luôn. Lâu lắm mới có cảm giác thua khỏi nói luôn. Hôm nay là chủ nhật. Ai cũng được ở nhà nghỉ giải giải lao, giải stress cho game giải trí. Còn hơi áp lực. Vãi đạn ra. Rồi tên mình đã chiến Bỏ tướng quên luôn đời rồi. Semeris, hé sở lô huy chơi game hay khóc. Khóc bởi vì không ai gắn tem giùm Huy hết. Hơi để đánh dơ rồi, lo like bố quyên mấy đồng chí nào mà mấy đồng Chào chí mừng đánh đến dây nữa là với chết kênh Huy Quỳnh Vô luôn. Tận. Đồng chí trong đội dày thôi chứ. Quá đơn đâu. Huy bờ lu, lau nhua hết mua anh. Bờ lâu mua nữa hết mua nè, là sao? À bao lâu nữa hết mua ấy, cái đó anh cũng không biết nữa. Chắc cũng trước Tết. Chắc trước Tết reset. Bỏ quên đời Semeris, vậy mà ông Huy nói ước được thua. Ai nói không? Chiếc điểm mày cướp bùa đó à, thì nghe rồi. Đó. Làm giật khách cho mình nè. Làm giật khách cho mình nè. Kim đây em. Money. Nó xuống hay sao em nhờ, nó xuống hay sao, nó xuống hay sao á. Uber, quả không Bỏ được quên lên đời view. Semeris, sáng nay chuỗi mấy rồi ông cốc? Không biết nhưng mà cứ đang chủ đang đang đang, đang lỗ bay sao vậy rồi. Biết làm sao nhưng mà cứ lỗ bay ra sao vậy. Anh thấp thấp cho tem bạn lên em cho rừng mình này. Đó, rồi rồi 16 giây nữa ra rồng. Đầu hơi cao 4 nha, hơi cao 4. Biết tem mình đứng góc đẹp quá cái này.
Rồng nào? Trời ơi. Rồng. Cái này ngộ ra nào nha, cái này ngộ ra nào đấy. Các anh làm vô tới này. Không, phe game này cầm con này là hợp lý lắm rồi. Phe game này cầm con Eder này là quá hợp lý rồi. Quá là hợp lý. Ngộ ra. Ngộ ra. Ui, gãy rụng lên trên kia rồi. Đi hát vàng xíu đã. Vậy, coi thằng nghiêng đánh. Coi nghiêng đánh. Trời ơi, ông ơi. Ông đánh kiểu điếm đấy, thôi cho biết. Biết mình tiền đâu đánh. Ông ơi, xin ngay. Trời ơi. Ai thằng rừng tem bạn này nè. Để cho ông gãy luôn. Gì chuyện vậy, chết đúng rồi chứ. Chết ai bây giờ. Đúng mấy ông chí. Thằng FB tem bạn mất tóc nha. Thằng rừng tem bạn hồi nãy đang vù vù ở đó, xong bây giờ không biết đang gì đâu. Nó núp bụi ra nè. Diễm Thúy, nhớ em không anh? Đó chứ, trời ơi. Em người yêu đúng không? Em là người theo thích anh đúng không? An ally has been defeated. Enemy ultimate. Quay. Diễm Thúy, solo Free Fire không anh? Không em, thì ngộ xuống á, anh cam nhận ngộ xuống hay sao á? Thằng rừng nó cũng không ganh đường hy. Mẹ đường tốt thì nó cũng không ganh. Rồi rút cuộc rừng đang làm gì? Tem bạn xuống đó em nè, tem bạn xuống á. Anh ngủ nó cũng không ganh nhỉ. Diễm Thúy, anh được ăn sò lông chưa? Cười duyên che miệng. Chưa em. Em định cho anh ăn hay sao? Như sao rồi thì còn ăn 45 sao ông ơi. Rồi ok. Rồi. Anh ngộ được cũng để chết. Anh rồng được. Rồi, tới công chuyện này. Em thư đua trận này hơi bị tật rồi, Không sao em, trận này anh xanh. Anh lo được. Diễm Thúy, ra quán nhà anh bậy quá. Nó chạy. Có gì đâu mà nóng tính vậy mày. Mình người Việt Nam máu đỏ da vàng hết mà. Cái gì? Chơi game chứ. Gì vậy? Anh đồ. Áo mày. Thấy hình quỳ không? Ủa sao thấy hình của mấy đứa này nó cứ thấy hình nó muốn hút vậy ta. Đi đâu cho trời khỏi nắng.